Chào các bạn, thương hiệu KZ rất là thành công trong các cái sản phẩm của mình với những phân khúc tai nghe giá rẻ, giá thành dao động từ 200.000 đến những phiên bản đắt tiền nhất thì nó cũng có cái giá chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng một chút thôi. Nhưng những sản phẩm nào của hãng ra mắt thì cũng để lại ấn tượng rất là sâu sắc trong lòng người tiêu dùng, với một cái ấn tượng đó là giá thành rẻ, hiệu năng cao, hay còn nói tóm gọn là ngon bổ rẻ. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc tai nghe này. Đây là một tai nghe rất là hot trong tầm giá 500.000. Nó là KZ-ES4. Đây là các bạn nhìn sơ qua về các cái đóng gói của hãng này. Thì bên sau là cái thông số. Rất đơn giản đúng không ạ? Mình sẽ mở hộp ra nhé. Tai nghe mới thì có đồ đóng siêu đầy đủ. Mở hộp. Các bạn thấy chưa? Phía ngoài là cái bìa cứng, mình sẽ lấy nó ra. Cách đóng hộp mà mở hộp cũng rất là đơn giản. Sẽ bao gồm có tai nghe này, dây đúng cao su này, sách hướng dẫn sử dụng và một cái gì đó, sách hướng dẫn sử dụng chăng? Một cái thẻ bảo hành của hãng, sách hướng dẫn sử dụng. Đây là dây tai nghe. Các đồ đúng cao su nó có hai size thì tạm thời mình sẽ không tháo ra nhé, bởi vì nó cũng bình thường như các tai nghe khác thôi. Đây là một điều để đang nói này. Nhân vật chính của chúng ta. Đây là cái housing của chiếc KZ-ES4. Các bạn có thấy nó thế đẹp không? Thiết kế trong suốt. Đây là phần bên trái của tai nghe. Có thể nó tháo rồi được cái đầu connector này. Các bạn, mình sẽ tiến hành gắn tai nghe vào cho các bạn nhé. Bên trái gắn đúng bên này. Các bạn thấy không? Gắn đúng bên, nhấn mạnh nó xuống. Tương tự với bên phải. Bên phải gắn vào. Đó. Chiếc tai nghe này nó gồm có một cái driver dynamic bên trong và một cái driver BA ở phía trên. Nó giúp cho cái âm trường nó rộng hơn, những cái giải chi tiết âm của bài hát nó cũng tốt hơn. Thiết kế trong suốt này. Cái dây của nó mình rất là ấn tượng với cái dây của KZ, nó làm rất là đẹp, chắc chắn. Sự là rất bất ngờ với cái giá thành dưới 500.000 mà cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Đây là một chiếc tai nghe phiên bản có mic mà chúng ta có thể đàm thoại micro trên chiếc tai nghe này. Phía giác cắm được thiết kế hình chữ L để giúp cho việc nó bền, cắm vào cái điện thoại nó bền hơn. Chiếc tai nghe này có một điểm đáng nói, đó là cái việc hãng họ thiết kế cái dạng đeo bằng qua tai như này để giúp cho cái việc chúng ta khi mà đeo tai nghe vào tai nó sẽ bám tai hơn. Với cái kiểu thiết kế tai nghe mà tháo rời cái connector như thế này thì chúng ta cũng có rất một số đồ chơi cho chiếc tai nghe này, đó là việc nâng cấp hoặc là thay thế dây dẫn nó cũng ảnh hưởng đến chất âm thanh. Ví dụ như chiếc cái dây bạc ở phía trên tay tôi, các bạn có thể mua thêm và độ thêm cho chiếc tai nghe này để chất liệu đường truyền của những dây dẫn bạc ấy thì thường thì nó sẽ chú trọng vào những cái vocal hơn, hoặc là những cái giải cao tiếng nó rất là trong và sắc tiếng hơn. Đấy, các bạn có thể trải nghiệm thêm, hoặc là chúng ta có thể kiếm một cái sợi dây Bluetooth. Thì ở đây tôi cũng có luôn một chiếc dây Bluetooth, cáp Bluetooth cho chiếc của hãng KZ này luôn. Nó thiết kế cho những chiếc tai nghe kiểu thiết kế cái dạng tháo rời như thế này để chúng ta có thể gắn nó vào và biến nó thành một chiếc tai nghe Bluetooth. Rất một trải nghiệm rất là hay đối với dòng tai nghe giá rẻ, nhưng mà chất lượng âm thanh thì không hề rẻ một chút nào. Đó, các bạn thấy không? Còn ý kiến của các bạn như thế nào, thích hay không thích về chiếc tai này, hãy comment phía bên dưới video. Các bạn có thể trải nghiệm những cái sản phẩm này ở các cửa hàng của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.